Khi nhắc đến chuyện học hành thì mỗi người lại có một cách học khác nhau nhỉ? Điểm A chưa? Chẳng khác nào một con F to tướng cả. Sao lại ra nông nỗi này được chứ? Thật đó hả? Đúng là chẳng bỏ công học cả tiếng đồng hồ. Cưng à, vậy là giờ em thông minh rồi đó hả? Bạn thua kiểu học sinh nào? Không dễ để tỉnh táo trong lớp học, nhưng với vài học sinh điều đó là bất khả thi. Dậy đi nào cô gái, đến lượt cậu lên bảng đấy. Ôi trời, tại sao tớ luôn ngủ gật trong tiết địa lý nhỉ? Được rồi, đừng lo, tớ đã hoàn toàn tỉnh táo, đúng không nhỉ? Wow, tí nữa thì ngủ gật rồi, giá mà có cái gối để nằm nhỉ? Đúng rồi, như thế này. Sophia, này gái, tớ không muốn cậu chảy nước dãi ra cả chiếc áo của tớ đâu. Ồ, xin lỗi, tổng kết lại, Tây Ban Nha là nước duy nhất. Sophia, em lại biến đi đâu rồi? Hả? Này Sophia đâu mất rồi? Hả? Xin lỗi cô giáo, em không biết cậu ấy đâu cả. Họ không biết rằng Sophia đã nâng việc ngủ trong lớp học lên một đẳng cấp mới. Đẳng cấp cao luôn. Nina ngủ như chết đấy nhỉ? Nhưng mơ đẹp mấy rồi cũng phải tỉnh thôi. Nhưng ai thèm giận về chuyện đó chứ? Mình nghĩ gì vậy? Phải đi gặp đội mình nữa chứ? Một ngày tuyệt vời bắt đầu rồi đây. Chỉnh trang một tí nào. Ngày thứ 10 liên tiếp tóc không bị bết luôn. Đúng bài mình thế nè, ai có thể cưỡng lại một bài nhạc chuông hay cơ chứ? Lên là lên là lên. Mình cứ hay bị bệnh nhảy vô cơ ý. Thôi tiếp tục nào. Bàn này được đấy. Nhạc lại nổi lên à? Sẵn sàng chưa bà con? Ok, lên nào. Trời, hai con này lúc nào cũng trình diễn được nhỉ? Thật khó để tập trung học tập khi đang mải suy nghĩ về cô gái trong mộng. Chúng tớ đã nhìn cậu đấy Vicky. Nhưng khi nhận ra là bạn đang làm kỳ đà cản mũi của cặp đôi trẻ, việc tập trung học hành sẽ trở nên gần như bất khả thi. Đưa nó cho Vicky dùm tớ nhé. Cậu có thư này Vic. Ồ, cậu ấy bảo tớ có đôi mắt rất đẹp. Tớ sẽ nâng niu mảnh giấy này suốt đời. Hôn gió này tình yêu bé nhỏ. Kinh quá. Không gì tệ hơn là mắc kẹt giữa một câu chuyện lãng mạn đến mắc ói. Được rồi, tớ sẽ trả tiền cho bất cứ ai đổi chỗ ngồi này cho tớ. Mình cần một cái xô. Ai lên bảng trình bày được thế nào? Dạ em sẵn sàng ạ. Mình chưa thấy điệu này bao giờ. Bắt đầu đi Claire, cô đang nghe nè. Dạ cô, hãy cùng du lịch tới vùng viễn Tây hoang dã nào. Yeehaw. Dèo ơi, các cậu có thích điệu nhảy cao bồi không? Đã có ai nhìn thấy một chú ngựa thật chứ nhỉ? Hãy tưởng tượng rằng trong lớp có mấy đồng cỏ khô nhé. Và rồi, con thằn lằn bé bự vào tới. Và chúng tớ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Ngon lành. Chụp được rồi. Ra ra sis bum ba. Mà thuyết trình này lạ lùng thật. Thế nào cậu ấy cũng được điểm A cho xem. Nhỏ này hâm rồi hả ta? Cậu ấy lôi đâu ra đống đồ hóa trang này vậy? Các cậu đã hiểu chứ nào? Nói chung là câu chuyện này kể về chim chắc và ong đó. Ta-da! Chà, cũng hay đó Claire. Đó là lý do tại sao cô cho em điểm A. Em cảm ơn cô, em cảm ơn cô nhiều ạ. Còn với bài thuyết trình của mình sẽ nhảy điệu TikTok mới tanh nhé. Vui thế nhỉ? Tớ tự chế ra mấy bước nhảy này đó. Không cần nhảy thêm đâu, như vậy là quá đủ rồi. Em xứng đáng với điểm A này lắm Melanie à. Dạ, em cảm ơn cô. Một giây nữa thôi ạ. Cô muốn thêm cái này nữa ý.
có đuổi em hay sao vậy ạ? Đỉnh thực sự. Tụi mình được A cộng này cả nhà ơi. Wow, vệ sĩ của ai vậy ta? Cô ấy đang nhìn tụi mình hả ta? Nhiệm vụ tìm đồ kim loại sắp bắt đầu. Coi chừng đấy các bạn nhỏ. Bạn không mang vũ khí gì phải không? Còn bạn thì sao quý cô xinh xắn? Ok, mọi thứ đã an toàn cả rồi. Thưa cô, mời cô vào ạ. Cái gì vậy không biết? Nina đến lớp rồi đây. Có lý do nào hay ho để bước vào chỗ này không? Căn phòng này quá lạnh à bé Fido. Mọi người nhìn cái gì đấy nhỉ? Nina không ngồi cái bàn tầm thường này đâu nhé. Vậy nên em đã mang theo một bộ bàn thoải mái hơn rồi à thưa cô chủ. Ước gì cái này nhẹ hơn chút xíu. Hiu. Ổn áp rồi đấy, cảm ơn gái. Cái ghế đó xịn vậy trời. Thật luôn đó hả? Thế có học hành gì chưa vậy nhỉ? Cô ơi cô. Xin lỗi cả lớp. Em sẽ ở đây nếu chị cần ạ thưa chị. Cứng thì đi học làm đúng không? Ok là có vở ở đây rồi, mình đã sẵn sàng vào học. Toang rồi, mình trễ mất thôi. Nước sôi, nước sôi. Cô sắp vào lớp rồi. Đúng rồi, cái này được đấy. Thế là bị cướp luôn rồi. Thành công rồi, trả lại cái ván cho cậu ấy thôi. Chào ván, may mà mày không đi luôn. Hài thế nhỉ? Mà có ai thấy mình cười không đấy? Trời đất, lại chướng ngại vật kìa. Mình không muốn trễ học đâu. Gì vậy? Nhỏ đó cứ như là người nhẹ đấy nhỉ? Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Ôi không, dây dày của cậu ấy tuột ra kìa. Nhưng mình đến lớp rồi. Mình không thể mặc kệ cái dây dày ấy được. Không an toàn tí nào. Đừng lo, tớ sắp xong rồi ý. Đấy nhá, thế là không lo sắp mặt nữa. Cô Trang xin lỗi vì đi học trễ à. Em sẽ không tái phạm đâu cô, em hứa luôn ý. Xin cô hãy tha thứ cho kẻ tội đồ này ạ. Em có trễ học đâu. May thế nhở. May mà mình đi đúng giờ. Như cả lớp thế đấy. Tí gọi tớ nha. Em đi học trễ đó. Dạ. Thì sao ạ? Ngồi đi. Đi học đúng là chán quá mà. Cuối cùng cũng được phắn khỏi đây rồi. Thật luôn hả trời. Mấy người không có trò gì hay hơn để làm mà. Thất bại hồi nào. Mình là thần đồng chứ bộ. Bài nào cũng tự giải được hết. Giỏi quá trời còn gì. Hôm nay mình sẽ đánh bại tất cả. Ai cần bạn bè trong khi đã có não xịn chứ. Cậu đói chưa Lily? Ăn sushi nhà làm không nè. Sô-cô-la dễ thương cho người dễ thương nè. Không biết có bao nhiêu sô-cô-la trong này nhỉ. Chào bé cưng. Để xem nào. Chẳng biết còn chỗ cho một món quà nữa không nhở. Vào đó đi. Dặm thêm chút nhũ cho xinh cái nè. Mình yêu mình quá đi.